Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ tư, ngày 28 tháng 8 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều tối nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới bất ngờ đảo chiều giảm khá mạnh với tỷ lệ giảm là 0,69%, giao dịch ở mức 2.507 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ tăng mạnh trở lại với tỷ lệ tăng là 0,37%, giao dịch ở mức 100,93 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm với tỷ lệ giảm là 4,62%, giao dịch ở mức 59.200 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 3,830% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống tăng nhẹ đứng ở mức 75,62 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng nhất trong tuần này là chỉ số giá tiêu dùng cá nhân hay gọi là PCE, thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng, dự kiến công bố trong ngày thứ sáu tuần này. Với khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 9 đã chắc chắn, nhà đầu tư sẽ dựa vào độ nóng của báo cáo PCE để căn chỉnh kỳ vọng vào tốc độ giảm lãi suất của Fed. Dữ liệu PCE nóng hơn dự báo có thể ảnh hưởng nhẹ đến chính sách của Fed. Nhưng Fed vẫn sẽ giảm lãi suất trong tháng 9 này và có thể tiếp tục giảm thêm trước khi mà kết thúc năm nay. Theo nhà phân tích cấp cao ông Jim Kickup của trang tin kim loại quý Kitco Metal, mặc dù giảm khá mạnh nhưng giá vàng trên thị trường thế giới đang cho thấy khả năng duy trì tốt trên mức tâm lý quan trọng 2.500 đô la Mỹ trên một ounce. Và tiến tới hoàn tất năm tăng giá mạnh nhất kể từ năm 2020, việc Fed tiến tới hạ lãi suất, xu hướng mua dòng vàng của các ngân hàng trung ương cũng như căng thẳng địa chính trị tiếp diễn ở Trung Đông đang giữ vai trò là những yếu tố nền tảng cho sự tăng giá này của vàng. Tuy nhiên, xung lực tăng giá của vàng dựa trên những yếu tố kể trên gần như đã cạn ở thời điểm này, vì lý do này giá vàng có chiều hướng trứng lại và cần yếu tố tác động mới để có thể thay đổi rõ rệt hơn. Theo trưởng chiến lược Oleason của ngân hàng Saxobank đồng tình với quan điểm này và dự báo giá vàng sẽ tích lũy trong những tháng sắp tới, nhưng khả năng giảm sâu về ngưỡng 2.400 đô la Mỹ trên một ounce là thấp. Giá vàng đã liên tục lập kỷ lục trong năm nay, hiện tại đã tăng khoảng 22% so với đầu năm. Nhiều chuyên gia giữ quan điểm lạc quan về triển vọng của giá vàng trong trung và dài hạn. Giá vàng có thể vượt lên ngưỡng 2.700 đô la Mỹ trên một ounce trước cuối năm nay. Nếu Fed giảm lãi suất tổng cộng 1% trước Giáng sinh như kỳ vọng hiện tại của thị trường. Theo trưởng phân tích Hantan của công ty Ascendity Group nói với CNBC, tháng 12 cũng là tháng có mức tăng bình quân cao nhất của giá vàng trong 5 năm qua. Nếu tính chất mùa vụ này trở lại trong năm nay, các nhà đầu cơ vàng giá lên có thể ăn mừng lớn. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến thời điểm chiều tối nay, mặt hàng vàng miếng SJC thì vẫn không có thay đổi. Mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì cũng đã giảm nhẹ ở một số hệ thống kinh doanh. Tuy nhiên thì vẫn nằm trong xuống tăng so với thời điểm kết thúc ngày hôm qua. Cụ thể, như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và các hệ thống kinh doanh còn lại đang mua vào mức 79 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 81 triệu đồng trên lượng. Hiện tại, duy nhất hệ thống vàng mi hồng điều chỉnh tăng 500.000 đồng trên một lượng chiều mua, chiều bán ra không có thay đổi. Hiện tại chiều mua vào lại nâng lên mức 80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 81 triệu đồng trên một lượng. Còn đối mặt hàng vàng nhẫn, giá nhẫn buộc số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn thời điểm này giảm nhẹ 50.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều so với phiên sáng, nhưng so với kết thúc ngày hôm qua thì vẫn tăng 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, đang mua vào ở mức 77,35 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 78,60 triệu đồng trên một lượng. Mức giá này thì áp dụng cho giá nhận bù số 9 từ 1 đến 5 chỉ, với giá nhận bù số 9 loại nửa chỉ của công ty này mua vào mức 77,35 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 78,70 triệu đồng trên một lượng. Nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào mức 77,38 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 78,58 triệu đồng trên lượng. Nhẫn tròn bù số 9 Hưng Thị Vượng tại Doji mua vào mức 77,55 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 78,65 triệu đồng trên một lượng. Nhẫn tròn bố số 9 Phú Quý mua vào mức 77,40 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 78,65 triệu đồng trên một lượng. Chi tiết của bảng giá này, kênh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ở phần cuối cùng của bản tin. Còn với thị trường tiền tệ,
Tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại mua vào mức 24.650 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.020 đồng trên 1 đô la Mỹ, tăng nhẹ 20 đồng trên 1 đô la Mỹ ở cả hai chiều. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.110 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.200 đồng trên 1 đô la Mỹ, giảm 90 đồng trên 1 đô la Mỹ mua vào, 100 đồng trên 1 đô la Mỹ bán ra. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều tối nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000, chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên 1 lượng. Và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng có mức giá tương tự như SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. Phú Quý SJC mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. Mi Hồng SJC mua vào 8 triệu bán ra 8.100.000, tăng 500.000 đồng trên lượng mua vào, chiều bán ra không có thay đổi. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. Ngân hàng TPBank Gold mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. Tiếp theo là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì cũng không có thay đổi về giá. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. SJC Huế mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. SJC Miền Tây, Quảng Ngãi, Biên Hòa, Long Xuyên mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. SJC Bạc Liêu mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.900.000, bán ra 8.100.000. Cuối cùng là giá nhận bục số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác hiện tại vẫn duy trì trong đà tăng nhẹ và đang được niêm yết như sau. Nhận bục số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 7.735.000, bán ra 7.860.000. Nhận bục số 9 loại nửa chỉ, mua vào 7.735.000, bán ra 7.870.000. Vàng 4 số 9, mua vào 7.725.000, bán ra 7.820.000. Vàng 24K, mua vào 7.542.6.000, bán ra 7.742.6.000. Cùng tăng 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán ra với 4 loại vàng này. Vàng 18K mua vào 5.630.6 nghìn, bán ra 5.880.6 nghìn. Vàng 14K mua vào 4.324.5 nghìn, bán ra 4.574.5 nghìn. Vàng 10K mua vào 3.026.3 nghìn, bán ra 3.276.3 nghìn. Nhẫn tròn bộ số 9 Hưng Thịnh Vượng Doji mua vào 7.755.000, bán ra 7.865.000. Nhẫn tròn bộ số 9 Phú Quý mua vào 7.740.000, bán ra 7.865.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.